Bộ Ngoại giao Mỹ, quân đội Nga gia tăng quân số ở biên giới Ukraine trong 24 giờ qua. Quan hệ mật ngọt Trung Quốc-Pakistan bị đe dọa, quân đội muốn giữ khoảng cách với chính quyền Bắc Kinh. Ông Trump, nước Mỹ không còn được tôn trọng. Có thể xảy ra tình huống cướp cò, quân đội Trung Quốc nói đã chuẩn bị đầy đủ cho Olympic. Lần đầu tiên một quan chức Trung Quốc bị quy tội danh này. Thêm quan chức Trung Quốc chết khi làm nhiệm vụ ở Bắc Kinh khiến dư luận hoài nghi. Hoàng Nguyên xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mùa tin Thế giới sáng vào ngày 28 tháng 1 của DKN TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho biết, Quân đội Nga đã gia tăng quân số trong 24 giờ qua ở khu vực gần biên giới Ukraine, nơi căng thẳng đang ở mức đỉnh điểm. Theo CNN vào ngày 27 tháng 1 theo giờ địa phương, phát ngôn viên ngũ giác đài John Kirby đã cho biết, trong 24 giờ qua, chúng tôi thấy rằng quân số do quân đội Nga triển khai đã tăng thêm ở khu vực phía Tây và ở Belarus. Nga đang đe dọa gây hấn sau khi Ukraine đã thúc đẩy gia nhập NATO trở lại vào năm 2019 sau sự cố Grum vào năm 2014. Tờ New York Times đã đưa tin, Nga hiện có 130 quân ở biên giới Ukraine, nhưng các chuyên gia đã cho rằng Nga có một kế hoạch huy động tới 175.000 quân cho các hoạt động quân sự. Theo báo New York Times đã đưa tin rằng, ý định của ông Putin, người gần đây đã tuyên bố rằng ông không có kế hoạch xâm lược Ukraine là không cho sang. Trong khi đó, tổng thống Joe Biden đã dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp video với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào chiều ngày 27 tháng 1 theo giờ địa phương Hoa Kỳ. Vào cùng ngày, Reuters cũng đã dẫn một nguồn tin cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề như là an ninh, năng lượng và hỗ trợ tài chính vĩ mô trong bối cảnh lo ngại về việc nga xâm lược Ukraine. Thưa quý vị, mới đây tờ New York Times đã có bài viết về việc quân đội Pakistan đang muốn chính quyền giữ khoảng cách với Trung Quốc và quay trở lại nồng ấm hơn với Mỹ. Sau đây là những ý chính trong bài viết của tờ báo. Trong nhiều năm, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Pakistan đã tuyên bố mối quan hệ của họ ngọt hơn mật, được thúc đẩy bởi kẻ thù chung là nước láng giềng Ấn Độ. Nhưng quan điểm của quân đội Pakistan về quan hệ với Trung Quốc dường như là đang xấu đi và mâu thuẫn với giới lãnh đạo chính trị. Vào tháng trước, người dẫn chương trình truyền hình Pakistan Kamran Khan đã đăng một video trên mạng xã hội sau khi Thủ tướng Imran Khan đã từ chối lời mời của chính quyền ông Biden tới hội nghị Thượng đỉnh Dân Chủ để đáp lại những gì được cho là phản ứng trước việc Trung Quốc đã gọi đó là quyết định sai lầm. Trung Quốc không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh và đã không hài lòng với việc hội nghị thượng đỉnh được tổ chức. Thất vọng, phóng viên đã cho biết động thái của Thủ tướng là khiến cho Pakistan công khai đón nhận Trung Quốc. Ông cũng đã tuyên bố rằng các khoản vay từ Trung Quốc đã mấu túi Pakistan và thậm chí là còn kêu gọi kiểm toán hành lang kinh tế Trung Quốc Pakistan nơi đã mang lại hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư cơ sở hạ tầng và năng lượng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Pakistan. Tự do báo chí và chính trị ở Pakistan nằm trong một vùng xám với những làn xanh đỏ được quân đội vẽ cẩn thận. Chỉ với một cuộc điện thoại hoặc là một tin nhắn WhatsApp thì các sĩ quan có thể trừng phạt các biên tập viên hoặc là nghị sĩ vượt quá giới hạn. Do đó mà lời kêu gọi rõ ràng là về việc xem xét lại các quan hệ với Trung Quốc của một trong những hãng truyền thông nổi tiếng nhất của Pakistan không phải là một khuyến khích vào lúc này. Điều này đã phản ánh sự thay đổi, thậm chí có thể là một mệnh lệnh ở cấp cao nhất của quân đội Pakistan. Theo một nhà ngoại giao Mỹ đã nghỉ hưu, quân đội Pakistan muốn Thủ tướng Imran Khan tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Joe Biden với mục đích là khôi phục quan hệ với siêu cường mà nước này đã từng đối xử lạnh nhạt. Những vị tướng Pakistan này chắc chắn là không có nhiều tình yêu đối với nền dân chủ hay là nước Mỹ. Nhưng họ có ý thức thực tế nhạy bén và tin tưởng chắc chắn rằng quân đội là người bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong một thời gian dài trong lịch sử Pakistan, quân đội hoặc là trực tiếp cai trị, hoặc là có ảnh hưởng chính trị gián tiếp mạnh mẽ. Với lãnh đạo quân đội phải hiểu rằng Pakistan không có bạn bè lâu dài trong các lực lượng chính trị trong và ngoài nước. Nó luôn theo đuổi một không gian hòa giải chiến lược, cân bằng các cường quốc trong và ngoài nước để thích ứng với thực tế đang thay đổi và tránh phụ thuộc vào một nhà tài trợ, ủy nhiệm hoặc là đồng minh duy nhất. Lịch sử thăng trầm trong một mối quan hệ Mỹ-Pakistan là một ví dụ hoàn hảo. Các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 và cuộc xâm lược Afghanistan sau đó của Hoa Kỳ đã đưa Islamabad và Washington xích lại gần nhau hơn. Pakistan dưới sự cai trị của quân đội không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc là chấp nhận một loạt yêu cầu từ Hoa Kỳ, bao gồm cả việc giúp lật đổ chế độ Taliban mà nước này coi là thân thiện. Nhưng đến giữa năm 2000, Pakistan đã tiếp tục hỗ trợ bí mật cho Taliban với mục đích là buộc Mỹ đàm phán về việc rút quân. Về đây, sau 20 năm nỗ lực đánh đuổi Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan, quân đội Pakistan dường như là muốn Hoa Kỳ trở lại khu vực. Nguyên nhân là do quân đội Pakistan đã lo ngại bị mắc kẹt vào ngõ cụt với Bắc Kinh khi sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ngày càng gây gắt. Do đó mà họ đã tìm cách tạo ra sự cân bằng giữa hai cường quốc bằng cách là thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có thể cứu vãn một mối quan hệ với Washington, chẳng hạn như là chống khủng bố và thương mại. Tuy nhiên, bản thân Thủ tướng dường như là bị chi phối bởi nhiều cảm xúc cá nhân. Ông ngưỡng mộ hệ thống chính trị của Trung Quốc, đặc biệt là những nỗ lực xóa đói giảm nghèo và những nỗ lực chống tham nhũng tàn nhẫn của Trung Quốc. Và ông ấy có khuynh hướng chống Mỹ, điều này đã giúp cho giải thích tại sao ông có thể dễ bị tổn thương hơn trước sức ép của Trung Quốc. Tuy nhiên, quân đội đã không nên có những bất mãn như vậy đối với Hoa Kỳ. Trọng tâm của nó là tập trung vào việc hiện tại và tương lai dường như là đang bị đe dọa. Nền kinh tế Pakistan đang xấu đi, có khả năng dẫn đến bất ổn xã hội và chính trị, cũng như là cắt giảm chi tiêu quân sự. Trước sự miễn cưỡng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với các quốc gia có rủi ro cao, khi vốn Trung Quốc cạn kiệt và cuộc khủng hoảng kinh tế của Pakistan đang ngày càng sâu sắc, hầu hết là trong quân đội Trước sự miễn cưỡng đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với các quốc gia có rủi ro cao, khi vốn Trung Quốc cạn kiệt và cuộc khủng hoảng kinh tế của Pakistan đang ngày càng sâu sắc, hầu hết trong quân đội đều coi chủ nghĩa cực đoan của Imran Khan là một hành động khiêu khích phản tác dụng. Các nhà lãnh đạo đang ngày càng coi ông là một gánh nặng hơn là một người có năng lực. Điều đó đã giúp giải thích cử chỉ thân thiện của họ đối với Washington, không chỉ là bao gồm cách họ tiếp cận Hội nghị Thượng đỉnh Dân Chủ, mà còn trong một động thái cho phép các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và cảng Kuda được kiểm soát chặt chẽ do Trung Quốc điều hành. Nhưng nỗ lực xoay trục để hỗ trợ Hoa Kỳ có thể sẽ không có kết quả. Thiên chí của Washington đã cạn kiệt, đặc biệt là khi tình báo Pakistan ủng hộ Taliban. Hơn nữa thì lỗi của Pakistan không phải là lý do duy nhất để dẫn đến sự gây gắt giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ Ấn Độ trong nỗ lực trở thành cường quốc toàn cầu, bất chấp việc nước này đang chuyển sang một chế độ chuyên quyền theo chủ nghĩa dân tộc. Mỹ đã nhiều lần để cho Ấn Độ trở thành ngoại lệ trong chính sách nhân quyền và phổ biến vũ khí hạt nhân. Điều này đã khiến cho Ấn Độ trở thành một mối đe dọa đối với Pakistan. Trong khi các mối quan hệ của Pakistan với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển trong những năm gần đây, Trung Quốc rõ ràng đã nổi lên như là một sự thay thế quan trọng cho Hoa Kỳ. Vào năm 2011, khi quan hệ với Hoa Kỳ đang ở mức thấp, Pakistan đã quay sang Trung Quốc để có được các thiết bị quân sự như là máy bay không người lái và máy bay tiên tiến mà Hoa Kỳ đã từ chối cung cấp. Trung Quốc và Pakistan đã tăng tốc sản xuất chung các máy bay chiến đấu giá rẻ, vốn là một xương sống của không quân Pakistan. Pakistan cũng đã trở thành một quốc gia duy nhất có thể sử dụng dịch vụ định vị về tình bắt đầu của Trung Quốc. Trong khi các tướng lĩnh của Pakistan đang tỏ ra đau khổ vì bị mắc kẹt với Trung Quốc trong chiến tranh lạnh mới thì họ cũng đang được hưởng lợi từ quan điểm cứng rắn đang nổi lên của Trung Quốc. Chẳng hạn như là năm ngoái, khi Ấn Độ buộc phải chuyển quân từ tiền tuyến của Pakistan đến biên giới với Trung Quốc, vì không muốn gây chiến với Trung Quốc và Pakistan trên cả hai mặt, cho nên Ấn Độ đã tạm thời áp dụng thái độ kiềm chế đối với Pakistan nhưng yếu tố trung quốc pakistan cũng đã củng cố một mối quan hệ hữu nghị giữa ấn độ và hoa kỳ để chống lại trung quốc ấn độ đang vượt qua các trở ngại liên kết với hoa kỳ và làm loãng quyền tự chủ chiến lược và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương sự phụ thuộc của pakistan và trung quốc nhà cung cấp vũ khí lớn nhất và là chủ nợ song phương của nước này cũng đã tăng lên điều này đã khiến cho quân đội pakistan càng thêm lo lắng khi gặp phải một cuộc bao vây chiến lược trong khi đó, Pakistan cũng đã học được một cách khó khăn rằng mối quan hệ đặc biệt của họ với Trung Quốc không quá đặc biệt về thương mại và cho vay. Kể từ năm 2020, Pakistan đã cố gắng đàm phán lại các hợp đồng điện đắt tiền mà nước này đã ký một cách liệu lĩnh với các công ty Trung Quốc. Trung Quốc không những từ chối mà còn khăng khăng yêu cầu Pakistan hoàn trả 1,4 tỷ đô la Mỹ nợ các công ty điện lực Trung Quốc. Pakistan là một quốc gia đã đạt gần như là tất cả trứng vào một giỏ, và đang tìm ra giới hạn lợi ích của đất nước với tư cách là đồng minh của Trung Quốc. Hoàn cảnh của Pakistan đưa ra một bài học cho các quốc gia nhỏ khác đang dẫm lên một lớp băng mỏng trong kiện nguyên mới của cạnh tranh giữa Mỹ, Trung. Rằng đừng mù quán mà coi Trung Quốc là sự thay thế của Mỹ. Trong lĩnh vực thương mại và buôn bán, Trung Quốc cũng đã đề cao chủ nghĩa trọng thương đối với cả bạn và thù. Vì vậy, thời điểm quân đội Pakistan dường như đang cố gắng tách mình khỏi Trung Quốc. Có thể đã quá muộn. Thưa quý vị, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng nước Mỹ không được thế giới tôn trọng so với khi ông còn đương nhiệm. Đó là một lời chỉ trích đối với chính sách đối ngoại của đương kim tổng thống Joe Biden. Đặc biệt là cựu tổng thống Trump đã chỉ ra rằng Triều Tiên đã bắn tên lửa liên tục trong năm mới, đồng thời cũng đã nhấn mạnh Triều Tiên chưa từng bắn tên lửa từ khi ông có cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong Un. Cựu Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện trên một chương trình podcast do nhà bình luận bảo thủ Ludov đã phát hành vào ngày 26 tháng 1 theo giờ địa phương. Khi được đặt câu hỏi về lập trường của Tổng thống Biden khi cần nhắc cử một quân đội lớn tới châu Âu để kiềm chế Nga trong một bối cảnh khủng hoảng ở Ukraine. Ông Trump đã nói, đó là một sự bắt đầu cho Thế chiến thứ ba và gọi nó là điên rồ. Ông còn đã nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là tổng thống và Trung Quốc cũng sẽ không gửi máy bay ném bom đến Đài Loan. Cựu tổng thống Donald Trump đã cho biết ông có một mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đã cho biết Kim Jong-un đang phóng rất nhiều tên lửa hàng ngày. Đất nước của chúng ta không còn được tôn trọng nữa. Ông Trump đã nói, phần lớn liên quan đến việc số quân khủng khiếp và thiếu năng lực khỏi Afghanistan vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, xung đột giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine và thái độ đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan đều là do Mỹ không được thế giới tôn trọng. Cựu Tổng thống Trump hiện đang là đối tượng của cuộc điều tra của Ủy ban điều tra Hạ viện về vụ việc một số người đã ủng hộ ông xông vào quốc hội với cáo buộc gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Tòa án tối cao Hoa Kỳ gần đây cũng đã cho phép Ủy ban điều tra Hạ viện xem các tài liệu của Tòa Bạch Ốc trong quá trình điều tra vụ đột nhập. Ủy ban điều tra Hạ viện được cho là đang xem xét tài liệu dài 700 trang từ Tòa Bạch Ốc. Cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu một cuộc đua với tư cách là ứng cử viên Tổng thống tiếp theo của Đảng Cộng Hòa. Hơn một nửa số đảng viên Đảng Cộng Hòa hiện nay đang tin rằng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 có nhiều điều khả nghi. Phải quý vị, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo thần kỳ vào ngày hôm qua, 27 tháng 1 Trước khả năng Hoa Kỳ có thể tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Trung Quốc trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, bộ này cũng đã cho biết quân đội Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ cho các hành động khiêu khích và tình huống khẩn cấp từ bên ngoài. Dường như là ngụ ý rằng có khả năng xảy ra một tình huống cướp cọ sát thương. Cuộc họp báo thần kỳ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc do thượng tá Ngô Khiêm, cục trưởng thông tin và người phát ngôn Bộ Quốc phòng chủ trì. Khi được hỏi về việc Hoa Kỳ và các đồng minh có thể tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự xung quanh Trung Quốc hoặc là trong thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, ông Ngô Kiên đã trả lời, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh là một sự kiện thể thao lớn đối với cộng đồng quốc tế. Trung Quốc với tinh thần bằng hữu đến thì tiếp siêu ngon, nhằm để miêu tả một vai trò chủ nhà của Trung Quốc và phối hợp với tất cả các bên để tổ chức một Thế vận hội mùa đông đơn giản, an toàn và thú vị. Ông Ngô cũng đã nhấn mạnh rằng quân đội Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ cho các hành động khiêu khích và tình huống khẩn cấp từ bên ngoài. Ngoài ra, ông Ngô Kiên cũng đã trả lời câu hỏi rằng việc tàu khu trục USS Mosting DDC-89 tiếp cận tàu sân bay Liêu Ninh CV-16 vào tháng 4 năm ngoái là một hành động chiến thuật có chủ đích, phải không? Ông Ngô cũng đã phản pháo rằng phía Trung Quốc không ngạc nhiên, sự thật là như thế. Khi ấy đã xử lý tại chỗ, tiến hành chỉ trích và thương lượng rất nhiều. Ông Ngô đã gọi đó là cú sốc, rằng Mỹ không xấu hổ về hành động khiêu khích quân sự này mà còn tự hào về nó. Ông đã cho rằng đã đến lúc phải chữa trị hội chứng bá quyền và chứng bất trí nhớ này. Thú vị, ông Châu Giang Dũng, cựu bí thư thành ủy Hàng Châu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị song khai vào ngày 26 tháng 1. Thông báo của chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên đã xuất hiện cách diễn đạt giúp đỡ tư bản mở rộng vô trật tự. Ngoại giới đã cho rằng đây là việc hiếm thấy. Phần ngày 26 tháng 1, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kiểu luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Nhà nước đã phát đi thông báo cho biết, ông Châu Giang Dũng, cựu ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Chiết Giang và nguyên bí thư thành ủy Hàng Châu đã bị khai trừ khỏi đảng và cách tất cả các chức vụ, tất cái gọi là song khai. Báo cáo cũng đã nêu rõ rằng ông Châu Giang Dũng đã dính liếu tham gia vào các vụ tham nhũng, hình thức gia đình, như là thông đồng với tư bản, giúp đỡ tư bản mở rộng vô trật tự, tham gia vào các giao dịch tiền bạc và quyền lực quy mô lớn, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để kiếm lợi cho người khác trong các hợp đồng dự án, chuyển nhượng đất đai, khai thuế, vân vân. Trang TheWNews.com vào ngày 26 tháng 1 đã đưa tin, chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo ông Châu Giang Dũng khiến cho ngoại giới chú ý Cách diễn đạt này là vô cùng hiếm thấy, bởi vì đây là một lần đầu tiên mà quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị chỉ trích là thông đồng với tư bản. Gần đây thì nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị sa thải, vì thế mà Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương và CCTV đã phối hợp sản xuất một bộ phim truyền hình đặc biệt, không khoan nhượng. Trong đó tập thứ 5 được phát sóng vào tối ngày 19 tháng 1 năm 2022, tiết lộ tham nhũng hình thức gia đình của ông Châu Giang Dũng và các giao dịch tiền bạc và quyền lực, liệt kê một số vụ án về thông đồng với tư bản của ông Châu. Phim có đề cập đến việc ông Châu Giang Dũng thực hiện các giao dịch quyền lực và tiền bạc với các chủ doanh nghiệp, trợ giúp cho hoạt động kinh doanh và thu về một số tiền khổng lồ. Có nhiều tin đồn đã cho rằng ông Châu Giang Dũng có liên quan chặt chẽ với tập đoàn Alibaba. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2021, An Group, một công ty con của Alibaba, đã đưa ra thông báo cho biết Việc gia đình ông Châu Giang Dũng đã chi 500 triệu nhân dân tệ để mua trước cổ phần và sẽ nhận được khoản hoàn trả là 520 triệu nhân dân tệ nếu việc niêm yết không thành công, đều là tin đồn. Vào tháng 11 năm 2020, kế hoạch niêm yết đồng thời tại Thân Hải và Hồng Kông của Em Group đã bị đình chỉ khẩn cấp. Điều này đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nhiều nhà đầu tư. Theo báo cáo, những tin đồn chưa được xác thực như vậy, theo ông Châu Giang Dũng cũng đã duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với Alibaba và bản thân của ông Ma trong nhiệm kỳ của ông tại Hàng Châu. Điều này cũng đã từng được báo chí đưa tin rộng rãi. Ví dụ như là vào năm 2019, phương tiện truyền thông chính thức của đảng cộng sản Trung Quốc ở tờ China News .com đã đưa tin rằng vào ngày 7 tháng 9 năm 2019, để ghi nhận đóng góp xuất sắc của ông Ma cho sự phát triển của Hàng Châu. Thành ủy Hàn Châu và chính quyền thành phố đã trao tặng cho ông Sê-ma danh hiệu danh dự người đàn ông Hàng Châu xuất sắc. Và ông Châu Giang Dũng cũng đã đích thân trao tặng danh hiệu danh dự cho ông Sê-ma. Thú vị, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc đã cho biết, ông Chu Lưu Quân, phó giám đốc của cơ quan này, đã chết trong khi thi hành công vụ và ngày trước. Cơ dân mạng đã đồn đoán có phải là việc công chức này đã chết khi thi hành công vụ hay là có sự cố gì đó liệu anh ta có chết vì dịch bệnh hay không? Vào ngày 27 tháng 1, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc đã thông báo trên trang web chính thức rằng Chu Lưu Quân, phó giám đốc của cơ quan này, không may đã qua đời khi làm nhiệm vụ. Trong khi đang làm việc tại Bắc Kinh vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2022 ở tuổi 53. Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế là một cơ quan cấp thứ trưởng, trực thuộc Quốc vụ Viện Đảng Cộng sản Trung Quốc, phụ trách các vấn đề viện trợ đối ngoại, trước khi xác nhận chính thức về cái chết của ông Chu Lưu Quân, những tin tức liên quan đã lan truyền. Sau khi thông báo chính thức được công bố, thì dư luận đã đặt câu hỏi là tại sao ông Chu Lưu Quân, một công trước nữa lại chết trong khi đang thi hành công vụ. Và liệu cái chết từ khi còn trẻ có liên quan đến dịch bệnh hay không? Các biến thể Delta và Omicron của virus corona hiện đang lây lan ở Bắc Kinh. Thế giới bên ngoài đã nghi ngờ rộng rãi rằng số người nhiễm bệnh mà các quan chức địa phương đã báo cáo thấp hơn nhiều so với con số thực tế, và dịch bệnh ở Bắc Kinh có thể đã rất nghiêm trọng. Đại Á Châu Tự Do đã dẫn lời của một người có liên quan chặt chẽ với các nhà điều tra đã cho biết, lý do chính dẫn đến khó kiểm soát dịch bệnh ở Bắc Kinh là do các nhân viên phòng chống dịch bệnh đã không thể theo dõi sự lây nhiễm của các quan chức cấp cao. Các khu phức hợp quan chức cấp cao khác nhau ở Bắc Kinh là nơi ở của các quan chức cấp cao từ các bộ và ủy ban khác nhau của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quốc vụ viện hoặc là quân đội cũng như là gia đình của họ và cảnh sát vũ trang canh gác đã khiến cho việc tiến hành điều tra gặp nhiều khó khăn. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tâm trục người dùng kính thưa quý vị bộ tin thế giới sáng của dkn tv đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo